Chào anh em. Xin anh em, mình đến từ msm.vn. Và ngày hôm nay anh em có thể nhìn thấy trên bàn mình đây có hai chiếc tai nghe AirPods 2 anh em nhé. Và đây là một chiếc tai nghe AirPods 2 hàng fake này. Và đây là chiếc tai nghe AirPods 2 hàng xịn. Điều mà mình muốn nói ở đây là cái hàng fake nó quá là tốt luôn. Thành ra hôm nay là mình cũng phá lệ. Bởi vì mọi lần mình làm clip hướng dẫn anh em cách phân biệt chọn mua và mình nói là mình không bán hàng fake, nhưng riêng sản phẩm này là mình sẽ bán hàng fake anh em nhé. Bởi vì nó quá là tốt luôn mà giá lại rất là rẻ. Hiện tại bên mình có bán hàng xịn, đó là tai nghe AirPods 2 bản thông thường như ở bên này là hàng Lanew. Thì mình bán với mức giá là 3,5 triệu. Nếu mà là mới full box chưa kích hoạt mình bán mức giá là 3-4 triệu, hơn 4 triệu một chút. Và bản sạc không dây mình bán với mức giá là 4,8 triệu. Còn đây là một chiếc tai nghe fake sạc không dây, giá mình bán chỉ có 750.000 thôi nha. Và đặc biệt đang được khuyến mại chỉ có 590.000 thôi. Để mua sản phẩm tai nghe này thì anh em cứ vào đường link bên dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ mình sẽ làm clip hướng dẫn phân biệt cho anh em. Và mình nói cái này có gì hay, giá bằng 1/10 thôi nhưng chất lượng thì bằng 8 phần anh em ạ. Hay ở điều đó và rất là khó để nhận biết đâu là hàng xịn và hàng fake luôn. Nếu thực sự chuyên nghiệp thì các bạn đã biết, nhưng nếu các bạn không chuyên nghiệp thì các bạn không hề biết đâu. Thậm chí chuyên nghiệp cầm trên tay thì may ra mới biết nha. Nhưng mình sẽ làm clip để anh em có thể biết sơ sơ hơn một chút. Đó, thì clip này chỉ mang tính tham khảo thôi. Bởi vì là thực tế mà nói, chúng ta đi mua không cầm trên tay được hai cái để xem. Và nếu trường hợp người ta dùng tai nghe fake, người ta bỏ vào hộp xịn thì cũng rất là khó để phân biệt chi tiết như thế nào thì anh em có thể xem. Biết đâu là mình có một cái gì đó nó cứng để chúng ta xem, đúng không? Đó, thì việc đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ cùng xem vào hộp. Nhìn ngay bên ngoài chúng ta có thể nhận thấy in rất là giống nhau luôn. Nếu mình bỏ này sang một bên, cầm trên tay chúng ta sẽ không biết đâu, không hề biết luôn. Và nếu sản phẩm bên trong này nó lại là tai nghe fake thì chúng ta cũng không hề biết. Nhưng mình cứ phải nói. Đó, đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ cùng nhìn rất giống nhau, đúng không? Đây anh có thể nhìn thấy này. Tất cả thông tin về serial number này, thông tin về sản phẩm này đều được in tương tự như giống nhau. Và có một phần chút khác ở đây thôi, tí mình sẽ nói rõ. Đường sau cũng vậy này, anh em có thể nhìn thấy này. Đây là phiên bản sạc có dây nhá. Và đây là của mình là phiên bản sạc không dây này. Hàng fake là sạc không dây. Đó, bên dưới này cũng sẽ ghi rõ như vậy cho anh em. Sạc không dây nhá. Đó, logo của Apple đây cũng tương tự như vậy. Và khác ở chỗ nào? Thì đầu tiên, hộp fake không bao giờ bằng hộp xịn. Một điều chắc chắn luôn. Hộp xịn cầm rất là chắc chắn nhá, rất là chắc chắn luôn. Cầm chắc nịch luôn, nhưng fake rất là o bẹt, giống như một sản phẩm rẻ tiền. Bởi vì đây là sản phẩm tai nghe chỉ có vài trăm nghìn thôi mà, thay vì sản phẩm tai nghe vài triệu đồng. Đó, chúng ta có thể sờ ở phần ngay phần tai nhá. Phần tai được in đây. Hàng xịn in rất nổi luôn, rất chất luôn, ba kiểu 3D ấy. Chúng ta cái này mình nói trên video là anh em khó cảm nhận lắm, nhưng mà nếu anh em được sờ ấy, thì cảm tưởng như chúng ta đang sờ vào một chiếc tai nghe. Còn hàng fake thì chỉ in hơi nổi thôi. Hơi nổi, thậm chí là không nổi luôn. Đó. Đó là điểm khác đầu tiên. Và điểm khác tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, khi tất cả sản phẩm Apple bán ra đều được in serial number ngay tháng sản xuất ở trên này, thì sản phẩm fake người ta cũng sẽ in tương tự như vậy. Nhưng anh em có thể nhìn thấy ở đây, phần modem của fake thì đa phần mình thấy là AM gạch ngang A nhá. Đấy, còn hàng xịn đây là bản phiên bản của Hàn Quốc anh em ạ, mình xách tay từ Hàn Quốc về thì có mã là KH này. Đó, và hai khu vực này, hai khu vực rồi. Khu vực thông tin về sản phẩm cũng rồi luôn. Thường thường có cái mã là A32031, A2031 ở đây nhá. Nhưng đối với sản phẩm fake ấy, thì bên này người ta không in mà người ta chỉ in chung chung như này thôi. Và bên này người ta mới in tên modem, hàng xịn nó in ở dưới này. Đó, anh em nhìn thấy không? Đây là hai cái tem khác nhau. Đối với hàng xịn và hàng fake sẽ là một cái tem bình thường. Và dán thì hơi lệch lệch một chút. Đó. Thì lưu ý là như vậy, và rất là tinh vi khi người ta in nhiều sản phẩm fake với in số series khác nhau. Anh em nhìn đây này. Đấy, ở đây thì mình có MMT, đây cũng là MMT. À, hai cái này là giống nhau này. Giống nhau này. Đấy, nhưng cũng sẽ có cái khác. Đấy, anh em nhá. Đó, đây là một sản phẩm được in khác, serial number khác luôn, rất là cao cấp luôn. Đây sản xuất bao giờ là tháng 2 năm 2019, đa phần là tháng 2 năm 2019. Còn sản phẩm mà đây là bản Hàn Quốc thì sẽ đã ghi cái thời gian sản xuất đây bằng tiếng Hàn, và bên này đó là tiếng Anh này. Đấy, anh em thể nhìn thấy không? Đây là tháng 7 năm 2019 này. Đây là sản phẩm xịn này. Đấy, ngoài vỏ hộp là như thế thôi. Đằng sau thì cũng hơi khác hơn một chút nữa, đúng rồi, đằng sau mình nói rõ cho anh em cái phông chữ của hàng xịn nó rất là đẹp này. Em có thể nhìn thấy không? Đây phông chữ của hàng fake đây. Nó hơi khác một chút này, mặc dù các ngôn ngữ sẽ là khác nhau, nhưng cái quan trọng khu vực này, anh em có thể nhìn kỹ khu vực này nhé. Khu vực này của hàng fake cái nét chữ nó in rất là xấu luôn, mặc dù nó đã cố tình nó làm cho khác hai bên như này như hàng xịn rồi, nhưng cái của hàng xịn nó là một cái in rất là mờ này, một rất là sắc nét này, nhưng hàng fake cái nét chữ rất là vỡ này. Đó, nhưng cái này chỉ là vỏ hộp thôi,
còn bên trong mới là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra nha. Bao bì sẽ khác hơn một chút nữa. Đây, anh em để nhìn thấy đóng giống giống này. Đấy, trong này nó chỉ có một cái hướng dẫn sử dụng như này thôi. Đây, không có quá nhiều nhá, bộ xịn và cái vỏ hộp này anh em có thể nhìn thấy là giá rất là cẩu thả này. Đó, anh em nhìn thấy không? Rất là cẩu thả luôn. Đó. Đấy nha, hàng fake nha. Đây hàng xịn đây anh em này nhìn đây. Rất là xịn luôn, làm đâu đấy luôn. Sản phẩm vài triệu mà. Đó, rất là nhiều sách luôn. Cũng có một quyển sách giống như thế này. Đó anh em nhìn đây, cũng khá là giống này. Đấy. Và một số cái linh tinh bằng ngôn ngữ khác ở đây. Và nó sẽ có, thường thường nó sẽ có một sticker mà logo của Apple anh em có dùng để dán vào những cái thứ khác ấy. Nhưng mà rất tiếc là chắc là sản phẩm này live lưu nó mất rồi. Đó, anh em lưu ý nó khác như này nha. Rồi, ok. Chúng ta sẽ lật lên trên. Đây, hai nhân vật chính đây. Chúng ta sẽ lật lên trên để xem như thế nào. Cái này nó làm bằng giấy. Và cái này làm bằng nhựa anh em ạ. Đấy. Cái này làm bằng nhựa, làm bằng giấy này. Đây là hàng fake này. Anh em có thể nhìn tai nghe. Ai có thể nhìn thấy phụ kiện là dây sạc không? Còn chiếc tai nghe xịn đóng chất như nào. Cái vài cái fake thì làm ẩu, rất ẩu luôn. Đấy, nhưng đây là chỉ là cái ngoài da thôi. Cái nhân vật chính nó sẽ là như thế nào, mình sẽ bỏ sang một bên nha. Đây. Đây là hàng xịn anh em nhá. Đây là hàng xịn này, đây là hàng fake này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy không? Mình cầm trên tay mình cảm thấy y nhau luôn. Như nhau luôn anh em ạ. Rất là khó phân biệt luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ ra nha. Mình sẽ bỏ ra xem nào. Đây. Đây là sản phẩm sạc có dây. Điện vào nó sẽ nằm ở trong này. Và đây là sản phẩm sạc không dây. Đó, hai cái này nó cũng khác nhau này. Cái này có hàng xịn rất là chắc chắn này. Hàng fake rất là mềm luôn. Đó, đây là sản phẩm sạc không dây, điện báo sẽ ở đây. Hàng xịn cũng sẽ có điện giống như này luôn nha. Đó, anh em thấy giống nhau không? Rất là giống nhau luôn. Cầm trên tay cũng gần như là tương tự này. Đấy, các thông tin in đằng sau. À, chúng ta có thể nhận thấy dễ dàng. Đây là một cái bản lề hình như là không phải bằng kim loại. Còn bên này là bằng kim loại bóng luôn. Bằng lốc bóng luôn anh em này. Còn đây nó giống như là sơn lên thôi. Nó giống như là mình sơn bạc thôi. Đó. Nhưng mà cũng rất là chắc chắn anh em nhé. Hàng xịt nó mẩy hơn và nó đập nghe hay hơn nhiều. Đó. Cái này thì nghe nó hơi phồng phành và bò bẹp. Nhưng mà cái này phải cầm hai cái trên tay cùng một lúc chúng ta mới phải phân biệt được. Chứ nếu mà cầm riêng chúng ta không phân biệt đâu. Cái clip này mình là muốn nói đến anh em là anh em mua hàng fake cũng được, vài trăm thôi. Anh em sợ nhất là trường hợp anh em mua hàng fake nhưng mà với giá vài triệu, đấy là rất là thiệt thòi rồi. Với giá khoảng 2 triệu đó là quá thòi rồi. Nhưng thậm chí anh em mua với mức giá khoảng 4 triệu bằng hàng xịn luôn thì quá là thiệt thòi luôn, đúng không anh em? Đó, anh em có thể nhìn tiếp nữa này. Hàng fake được làm rất là tinh vi luôn. Hàng này có phải anh em bên bán hàng hay bên mình gọi là cho nó thân thiện hơn là rep 11 đấy. Anh em có thể nhìn thấy đầy đủ các thông tin ở dưới này, thậm chí có cả serial number luôn. Nhưng cái vấn đề cơ bản ở đây đó là serial number này nó sẽ không trùng với vỏ hộp anh em nhé. Hàng xịn sẽ trùng vỏ hộp nhưng hàng fake sẽ không trùng vỏ hộp luôn. Nhưng đều được in ở dưới này. Bây giờ mình sẽ lấy cái cây tai ra cho anh em xem. Đây, cái tai đây. Bên này của mình là hàng fake này, mình vẫn để bên tay phải là hàng fake nha. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy là đều được in hết các thông tin ở dưới này. Và có một điểm khác một chút, khi mà hàng xịn được in với cái nét rất là mảnh và mờ nhưng rất là sắc nét. Mờ ở đây nghĩa là cái mực nó không quá đậm ấy. Và hàng fake thì in mực hơi đậm nhưng không sắc nét bằng hàng xịn, nghĩa là hàng xịn nó đều chỗ nào đều chỗ đấy luôn. Rất là sắc nét, còn hàng fake thì không sắc nét một chút nào. Còn các thiết kế rất là giống nhau, anh em có thể nhìn trên sạc này. Mình nghĩ hai sản phẩm này bỏ vào trong cái hộp của nhau cũng có thể sạc được đấy. Bên này có đầy đủ các cảm biến luôn. Đó, hàng fake cũng cảm biến đầy đủ như hàng xịn luôn. Cũng make như thế luôn. Đó, anh em có thể nhìn thấy không? Cũng đầy đủ luôn. Các cảm biến hai bên luôn. Được như đầy đủ. Đó, mình bỏ vào bên trong. Rất là khó phân biệt đúng không anh em? Chúng ta có thể nhận thấy một điều là số serial number này sẽ không trùng với hộp như hàng xịn. Và cái mực in của hàng fake nó rất là đậm. Đậm. Và nét chữ không được mảnh và đẹp và nhạt như là nét chữ của hàng xịn. Đó là điều phân biệt thứ hai nữa. Là anh em có thể nhìn thấy đây là một phiên bản của Hàn Quốc. Thì nó thường thường nó sẽ có logo và tiếng Hàn Quốc ở dưới này. Nếu là bản tiếng Anh thì mình nghĩ sẽ là tiếng Anh giống như là cái hàng fake ở đây. Bởi vì hàng fake đa phần nó làm theo bản quốc tế hàng tiếng Anh. Đó, cái đấy nữa. Chúng ta sẽ mua được một bản Hàn Quốc hoặc Nhật Bản hoặc một nước nào đó mà nó in như này ấy, thì chúng ta yên tâm luôn, bởi vì fake không bao giờ nó làm Hàn Quốc luôn và nó sẽ là bản quốc tế tiếng Anh như này. Và bây giờ mình thử kết nối xem như nào. Ở đây mình nói với anh em biết việc kết nối giữa sản phẩm này và điện thoại giống y như hàng xịn luôn. Sản phẩm fake và hàng điện thoại giống y hàng xịn luôn. Đây là một chiếc điện thoại iPhone XS Max anh em nhá. Mình thử kết nối xem như nào. Đây, mở cho anh em xem này. Đó, anh em thấy gì không?
nó báo kết nối này. Đó, mình mở ra một chút nó sẽ báo đèn nó không sáng, mình sợ nó hết pin, mình thử kết nối xem có nhiều pin hay không. Ok, nó báo nhiều pin anh em ạ, nó báo nhiều pin. Sản phẩm này mình đã từng kết nối đến thiết bị này rồi. Đó, nó báo như hàng xịn luôn anh em, thì nhìn đây là hàng fake nhá. Ok, xong này. Đấy, lấy tai xem như nào. Ok đấy nhá, lấy tai này nghe này. Đấy, báo yên xịn luôn, mình thử vào phần cài đặt xem nào. Vào phần Bluetooth xem nào. Bluetooth đã được bật và đã hiện là kết nối này. Đó, mình thử mở hàng xịn xem như nào nhá. Khi mà chiếc điện thoại chúng ta đã kết nối một chiếc tai nghe khác thì chiếc tai nghe mới nó sẽ không hiện thị luôn. Đó, chúng ta có thể nhận thấy một điều là chiếc tai nghe fake ở đây khả năng sẽ được dùng chip giống chiếc tai nghe xịn nhé. Thành ra nó sẽ không kết nối với cái khác luôn. Bây giờ mình sẽ đóng cái fake vào này. Mình sẽ ngắt kết nối thử xem. Ok, đóng vào. Thì ở trên Bluetooth sẽ báo ngắt kết nối nha. Mình sẽ bật cái mới lên xem như nào nhé. Đây là cái xịn này. Đó, bây giờ báo kết nối này. Ok, cái này không phải có tôi đâu, giờ tôi mới cầm. Ok, chúng ta sẽ ấn ở đây. Đó. Ok, cái đốc sạc hết rồi. Xong, cái này sẽ báo tên nhé. Ok nha. Đấy, AirPods của Sơn, cái này đã được đặt tên rồi này. Đấy, đóng vào này. Đóng vào là sẽ ngay cái nối đúng không? Mình sẽ mở cái fake này. Anh em có thể thấy rất giống nhau không? Rất là giống luôn. Đều kết nối tự động, anh em thấy gì không? Tự động kết nối rồi, mình phải tắt đi cho này. Đây, bật lại này. Đây, đã tự động kết nối nha, mình phải quên đi nha. Quên nó xem như nào nào, quên luôn này. Ok. Quên rồi nha. Lại này. Đó, anh em là gì không? Quên đi, chúng ta mở lên nó lại báo tiếp và ấn vào kết nối này. Tự động hết hoàn toàn luôn. Đây mình tắt Bluetooth xem như nào nhá. Ấn vào quên tiếp này. Tắt Bluetooth xem nào. Đó, tắt đi rồi nha. Ok, bây giờ mình mở xem nó có hết kết nối không. Không kết nối được anh em ạ. Mở lên, nếu mà tắt Bluetooth đi nó không kết nối được này. Mình tự mở cái lên xem nào. Cũng tương tự như vậy thôi. Đó, anh em thấy là rất giống không? Và cái điều đặc biệt của hàng fake ở đây. Ở đây thì mình có một chiếc điện thoại Android nhé. Một chiếc điện thoại Android này, đây là một chiếc Mi 8. Và mình sẽ thử kết nối nó đến với hai chiếc tai nghe này xem như thế nào. Cho anh em xem. Ok nhá. Mình mở lên này. Ồ, anh em có thể gì đâu. AirPods kết nối luôn. Sản phẩm tai nghe fake này thì chúng ta có thể kết nối được với một chiếc điện thoại Android thông qua Bluetooth như bình thường. Đó, ok, ghép đi. Chơi luôn. Và báo pin luôn. Báo là đang pin là 90% và đã được kích hoạt nhá. Chúng ta nghe lấy ra nghe chạc bình thường. Và bây giờ mình sẽ thử hàng xịn xem như thế nào. Đó. Ok, đóng vào. Nó sẽ tự ngắt đi và sẽ không kết nối nữa. Bây giờ mình sẽ mở hàng xịn này. Và bật lại này. Cho tìm kiếm. Đó. Ok, chúng ta có thể nhận thấy không? Một điều gì không? Đó là một chiếc tai nghe xịn sẽ không kết nối được với một chiếc điện thoại Android. Chính vì thế mà khi đi mua, các bạn biết như nào? Nếu mà muốn biết có xịn hay không ấy, chúng ta sẽ cầm một chiếc điện thoại Android đi và xem kết nối được hay không. Không kết nối được thì khả năng đấy là tai nghe xịn. Một kết nối được thì khả năng là fake rồi. Và chúng ta sẽ quyết định được vấn đề gì nữa? Đó là nếu mà các bạn đang dùng điện thoại Android ấy, mà chúng ta muốn đeo một chiếc tai nghe AirPods cho nó sang chảnh ấy, thì chúng ta có thể mua một chiếc fake để chúng ta dùng, vừa rẻ vừa ngon, đúng không? Rất là rẻ luôn, giá chỉ có bên mình đang khuyến mại chỉ có 590.000 thôi. Bảo hành cho anh em 6 tháng luôn, lỗi đổi anh em cái khác. Mà lại kết nối được thoại Android mà lại trông y như hàng xịn luôn. Dùng mình phải nói thật với anh em nhé, chất lượng về nghe một chiếc tai nghe AirPods fake ấy. Đây, hai cái chúng ta có thể nhìn thấy rất là giống nhau nhá, tương đồng với nhau luôn. Chất lượng về nghe một chiếc tai nghe fake ấy, mình nghe cũng phải đạt được 8 điểm trên thang điểm 10
chuẩn của chiếc tai nghe xịn. Cái đấy mình không nói điều đâu, mặc dù bản thân mình cũng không phải là chuyên gia âm nhạc hay chuyên gia thưởng thức âm nhạc, mà mình là người dùng bình thường thôi, như đại đa số người đang xem clip này của mình là người dùng bình thường thôi, thì chúng ta có thể mua một chiếc tai nghe fake cũng được. Chính vì thế mình thấy nó rất là hay, thành ra là mình đã chính thức mình nhập và mình bán. Để mua sản phẩm này thì cũng đơn giản thôi nhá, anh em có thể vào đường link bên dưới để đặt thông qua kênh Shopee hoặc là liên hệ trực tiếp đến bên mình, mình sẽ ship COD toàn quốc luôn. Và riêng sản phẩm này thì mình sẽ free ship hoàn toàn cho anh em luôn nhá, mình sẽ free ship hoàn toàn luôn. Ở trên Shopee thì mình sẽ để giá như giá bình thường 590.000, anh em có thể vào đấy để trả giá để được giảm giá mức giá chuyển hàng, bởi vì bản thân mình không biết đặt chuyển hàng miễn phí ship như nào, anh em có thể trả giá để được mức chuyển hàng miễn phí. Ví dụ anh em có thể giảm thành 550.000, mình chấp nhận ra đấy và anh em coi như là anh em được miễn phí chuyển nhá. Anh em xem clip này thấy hay ấy thì anh em like giúp mình, thấy thiếu thì comment để bổ sung cho mình, và thấy thích kênh của mình thì cứ subscribe nhá. Mình sẽ hướng dẫn anh em dần dần, anh em yêu cầu gì mình sẽ làm cho anh em cái đó. Mình có rất nhiều phụ kiện và điện thoại, anh em chú ý xem, mình sẽ đưa ra dần dần để cho anh em cách để anh em mua và anh em lựa chọn cái nào phù hợp với mình nhất. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại.